thơm quá. Mới vừa hấp ra đây các bạn ạ. Mình vừa nướng mình bán chứ không có bán để cho nó nguội được. Dạ, cái này không nướng trước được. Nó đông mà. Dạ. Bây giờ Kiên cũng đang đợi mua bánh mì các bạn, tại vì khách quá là đông rồi. Nên là mình cũng phải xếp hàng nha. Ừ, 58 con trai đó. Có một tô thôi bác ơi. 78 của chú rồi chú ơi. 78 nha. Ờ lấy đi bác, lấy đi. Chưa khổ bò được, muốn chén luôn bò. Mấy tiền luôn quá rồi. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Mến chào tất cả quý vị các bạn. Sáng hôm nay bây giờ là 7 giờ sáng nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Hồ Xuân Hương. Này là phường 14 quận Bình Thạnh nhá. Sáng hôm nay thì mình muốn chia sẻ gửi đến quý vị một cái quán bánh mì xíu mại Cô Lành. Nằm ở địa chỉ là số 6 đường Hồ Xuân Hương, phường 14 quận Bình Thạnh các bạn. Trong những quán bánh mì xíu mại rất là nổi tiếng và khá là ngon ở trên con đường Hồ Xuân Hương nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng vào khám phá cái quán bánh mì ở đây nha các bạn. Ở đây Quỳnh thấy bánh mì xíu mại, bánh mì thịt nướng, rồi có bì chả nữa, có bì nữa, bánh mì bánh mì cá nữa. Đó, nhìn hấp dẫn lắm. Rồi chúng ta hãy cùng vào trong nha quý vị. Trước khi mà vào trong khám phá bánh mì thì quý vị nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhá. Đây cái xe cái quán bánh mì của chúng ta này, đó, bánh mì xíu mại Cô Lành, số 6 Hồ Xuân Hương, phường 14 quận Bình Thạnh nha các bạn. Ở đây mình thấy đang cô đang bên này đang nướng thịt viên này, thơm nức mũi luôn, khói nghi ngút, thơm nức mũi luôn các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ vào trong ha. Nếu mà chúng ta muốn đi đến cái quán bánh mì này thì nó cũng khá là dễ tìm thôi. Chúng ta đi thẳng đường, bên này là đường Phan Văn Trị này. Một bên là đường Phan Văn Trị nha các bạn. Còn một bên này, bên này là đường Lê Quang Định. Chúng ta có thể là chạy thẳng Lê Quang Định vào, hoặc là chúng ta chạy thẳng đường Phan Văn Trị vào nhé. Đó, khá là dễ tìm thôi. Cái đường Hồ Xuân Hương này thì nó cũng ngắn thôi, không có dài nên là cũng khá là dễ tìm. Thì các bạn thấy là khách xếp hàng mua rồi các bạn ạ. Đây bên này có cô đang nướng thịt viên. Bác chào cô. Bây giờ mình đang nướng thịt viên này cô. Thơm quá. Cái này là ăn kèm bánh mì đúng không cô? Bánh mì. Cái này có nem mà cô? Có nem. Nem mà từng thịt viên nha các bạn. Này bò. Nướng dẹp là bò. Nướng dẹp là bò đúng không? Đây là nem. Cái này là bò. Cái này là bò nướng hả cô? Bò nướng. Con đã cứ tưởng là heo. Heo là này nè. Heo là cái này. Nem nướng. Này là nem nướng là heo, còn cái này là bò các bạn. Đó, thơm lắm. Bò. Đây, cô mới vừa nướng xong một cái mẻ nem này các bạn này. Đó. Rất là thơm luôn. Bây giờ chúng ta vào trong ha. Bên này các bạn thấy là có cá này. Cá này, bên này có bì. Này có bì này. Đó. Đây là cái này là chả bò. Cái này xíu mại này các bạn này. Đó. Ở đây các bạn thấy là có á cảo. Á cảo. Đó. Đây trong này thì có chú với lại có chị gái đang bán. Chúng ta vào trong ha. Đây trong này có một nguyên cái sọt bánh mì luôn các bạn này, bánh mì nóng hổi này. Anh mới hấp xíu mại ra. Em chào anh. Cái này là mình đang hấp đây à anh? Trời ơi. Đây này các bạn này. Xíu mại trứng muối hả? Trời ơi, xíu mại trứng muối hấp dẫn lắm ạ. Hấp cái này bao lâu là được anh? Khoảng 10
phút. 10 phút à? À, cũng nhanh ha. 10-12 phút là được nha các bạn. Đó. Đây, anh mới vừa hấp một mẻ ra đây này. Đó. Trời ơi, nhìn thơm quá, nhìn thấy hấp dẫn quá. Đó, anh mới vừa hấp ra này. Xíu mại trứng muối các bạn ạ. Nhìn đẹp quá ha. Quá đẹp mắt luôn ạ. Bây giờ anh bê ra ra ngoài bán này các bạn. Mình đến đúng lúc là anh đang hấp xíu mại luôn. Đây, anh đang làm xíu mại này các bạn. Cái này là bò nướng. À, cái này là bò nướng à? À, nhìn tưởng là viên xíu mại chứ. Cái này là nhà mình đã xay ra, tẩm đúng gia vị hết rồi đúng không anh? Tẩm gia vị rồi mình dắt. Dạ. Cái này là nướng đến đâu không kịp bán luôn. Tại mình vừa nướng mà bán chứ không có bán để cho nó nguội được. Dạ, cái này không nướng trước được. Nó đông mà. Dạ. Nướng cái đầu bán đó nó nóng nó ngon. Thơm quá. Mình mới vừa hấp ra đây các bạn ạ. À. Bây giờ đưa mẻ mới vào á. Đây là cái nồi hấp của anh này các bạn này. Đó, anh đang hấp bên dưới đó. Thế này anh làm mỡ hành luôn ha. Đây, anh đang gấp xíu mại lên khay các bạn. Ở đây có hai loại, xíu mại trứng muối và xíu mại lạp xưởng ha. Cái này nhà mình làm hết đúng không anh? Dạ. À, đồ chua nhà mình cũng làm luôn ha. Bán cả ngày nên làm liên tục anh ha. 2k luôn. Thơm, rất là thơm, béo. Cái nước này mà dưới bánh mì cũng ngon lắm này. À, nước hấp. Dạ, nước hấp này. Dưới bánh mì là bảo đảm rồi. Quá cháy luôn đấy. Cái này là giống kiểu nhà mình tự sáng tạo ra đúng không anh? Đúng rồi. Chứ em chỉ thấy là xíu mại thường trứng muối thôi, còn xíu mại là lạp xưởng là chưa thấy. Tự sáng tạo ra mình làm. Khoảng bao nhiêu phút anh lại hấp một mẻ này? Mình cho nó 15 phút. À, 15 phút là lại ra một mẻ ha. Ừ. Nên là lúc nào cũng có xíu mại nóng ăn ha. Cô Lanh là chiều cô mới ra hả? Bả giờ bả đang làm đồ. À. Chiều là ca chiều. Ở đây là có là cô Lành là ở nhà khác hả? Bà đang làm đồ ở chỗ nhà khác. À. Làm ở nhà còn bằng. Dạ. Đây là mặt bằng bán ha. Đó, hấp dẫn không? Các bạn thấy là bên này là xíu mại này. À, bên này là lạp xưởng này. Anh ơi, em có
Trong nồi kia còn không anh? Không, một chút tôi mới hấp nữa. À, chút nữa mới hấp nữa. Đây cái món mỡ hành cũng thần thánh lắm này. Thơm lắm cậu ha. Đây là cô làm mỡ hành liên tục các bạn. Mỡ hành ở đây là làm rất là nhiều khách rất là thích cái mỡ hành. Cái này cô để cho nó sôi cho bắt đầu cô đổ vào đây là trộn nên là xong. Vậy là xong mỡ hành rồi hả? Thơm. Món mỡ hành cũng làm nên thương hiệu của quán. Đây cô đang làm bì này. Đó. Phán cho cô. Cái này là bì ha. À, thế này là thịt sắt ha. Thịt sắt trộn với là bì này, thịt nạc sắt trộn với bì các bạn. Đó. Cầm lại cái mã cho mẹ với chị nào. Ở đây một phần bánh mì nhà mình là bao nhiêu cô nhỉ? Bánh mì bò thì 28, xí mại là 30. Dạ. Thập cẩm là 36 ngàn. Dạ. Thập cẩm là có 3 món như vậy. À, thập cẩm là 3 món, bì rồi chả bò, xíu mại ha. Còn cá thì 26. Cá là 26. Nhà mình bán được lâu chưa cô? Lâu rồi, mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. À. Gái ăn gì gái? Một cá một bò bì. Rồi, một cá một bò bì. Đây, xem chị gái vậy làm. Đây mình bán từ mấy giờ nhỉ cô nhỉ? 6 giờ sáng tới 7 giờ rưỡi tối. À, cả ngày luôn ha. Ừ. 6 giờ sáng tới 7 giờ tối. Vậy một tháng có nghỉ ngày nào không cô? Một tháng nghỉ 4 ngày, 4 ngày rằm. 4 ngày rằm là 30 mùng 1. 30 mùng 1, 14, 15. 14, 15 là nghỉ ha. Cá này là cá gì cô? Cá nục mỡ, à. Ở nhà kho. Cá nục mỡ ở nhà mình kho luôn. Sốt cà chua hả cô? Đúng rồi. Dạ. Hấp dẫn nè.
Nhà mình là có một địa điểm đấy chứ không? Ờ, có một. Bên này có rau thơm, đồ chua, đó, dưa leo, có mỡ hành, ớt. Cái này là nước sốt không chị? Đúng rồi, này nước sốt. Nước mắm. À, nước mắm. À. Cái bãi ổ này là bao nhiêu con? 28. Cái đầu đắp đâu? Phía trên thấy rồi các bác. Đấy, nước sốt này hả? Mắm ở dưới đây nè. Mắm. 54 cái nè, chị đấy. 54. Ủa anh trai ăn gì vậy? Bì xíu mại. Bì với xíu mại. Một khẩu nha, một khẩu à. Cô tên gì nè cô? Cái này là của cô Lành. Cô Lành đúng không? Đúng rồi. Cô là cô Lành hả? À, cô là em là cô Lành. À, cô Lành buổi chiều cô bán. Cô đang làm hàng nha. À. Cô Lành là buổi chiều mới ra. Giờ trong nhà đang làm hàng. À, đang làm hàng. Đây, cái khách... này là 28 luôn, bị xíu mại. À, bị xíu mại 28. Khách thích cái xíu mại chân muối đúng không cô? Ừ. À, đặc trưng ở đây. Xíu mại chân muối, còn có thấy là xíu mại lạp xưởng nè cô ha? À, xíu mại chân muối, xíu mại lạp xưởng. Có ớt không trai? Ớt. Rồi, 28 luôn. Gói cho anh trai. Rồi 58 chai ơi. Rồi 58 con chai đó. Xong chưa gì ba nè, con học hát cảo cho nào ơi. Rồi rồi, nghe chú. Nào cảo đây chú ơi. Rồi đáp luôn máy. Anh kêu, có chút tiền. Cầm nó đi, chút rồi tôi tiền, cầm nó đi. Đây, bây giờ là khách đứng chật kín. Chật kín luôn rồi các bạn. Đó. Ở bên cạnh có một cái xe cơm tấm nữa. Cái này cô nướng lâu không cô? Chắc cũng tầm 5 phút được cái hả? Nhiều 5 quá. Phút mới chín được hả? Một xíu là bỏ lên một xíu chín. À, bò nó cũng lâu nhanh quá ha? Nhanh. À. Là mình đứng góc lửa lớn. Dạ. Là
Đây, nướng không kịp luôn. Cô bán cứ vừa bán vừa nướng này ha. Không không kịp nướng thôi. Dạ. Không bữa không kịp. Nướng là 5 giờ sáng. 5 giờ sáng bắt đầu là cô nướng rồi. Dạ. Cái bò này là nhà mình tự làm hết ha. Tự làm, tự tẩm ướp hết cô ha. Dạ, nhà làm hết. Nhà làm hết. Cá rồi nhà cũng làm luôn. Dạ. Thơm. Như cái bánh vậy. Nướng không kịp luôn hả cô? Nướng không kịp luôn. Nãy giờ là thay đổi thái cá hả cô? Hai cô là nướng mỏi tay luôn mà không kịp bán hả cô ạ? Ở đây có cái ghế là cô ngồi đây nè. Dạ. Tầm này khách đông quá hả? Buổi chiều có đông không cô? Đông hơn. Buổi chiều đông hơn. À. Nói chung là giờ nào cũng đông. Vừa bán vừa làm luôn các bạn, đồ nào cũng nóng. Tầm này là khách đông nhất đúng không anh? Đông. Mình thấy là 1, 2, 3, 4, 5. 5 người bán các bạn, 5 người bán. 5 người bán không kịp, khách đang xếp hàng ngoài này. Đó. Ở đây các anh áp mà đến mua rất là nhiều nhé. Mua mang đi các bạn. Chén gói không? Không, để chung hai chén luôn. Cả chén cá nữa đi. Đây là bánh mì nóng giòn luôn á. Ra đi, của cái anh đâu rồi, cái anh sao nè? Cái chén đâu, bỏ cái chén vô. Đây, đây là chén xíu mại phải không? Phải rồi. Có mì không nữa. Ủa, lấy đi ba. Ủa, có mì không? Con cứ làm nha. Dạ. Rồi, gói chén cá. Mỡ hành thơm quá. Đây, nè bác, chén cá, cái đó vô một bát. Đâu rồi, cái anh ở ngoài đâu rồi ta? Bây giờ là chú rồi cô rồi chị mới bán là không kịp rồi các bạn. Khách đợi khá là lâu ha. Nói chung là ở đây bánh mì ngon. Chúng ta đợi chút xíu ăn là nó sẽ hấp dẫn. Ráng đợi xíu có bánh mì ngon nào các bạn. Này cái mì nắng vừa mới mang đến này. Là 194.000 đó cô. Con này cắt luôn. Cắt hết sáu ở năm mổ thì cắt hết. Ở đâu gì vậy? Tự nhiên đem không có hành vô chấm luôn. Đây làm cái hành đây. Nè. Ở ổ này chen rồi lấy ổ bị chứ mẹ đi phóng kia nó lấy. 56 thì 56.
coi riêng nha. Đổi nha. Năm mẫu đưa đỡ coi riêng. Một ổ là 3 miếng hả cô? Nếu mà ai ăn 2 miếng. Rồi cho bình nước mắm nha bác ơi. Ổ này nước mắm. Này khác ăn thêm mà cô. Năm thêm bò. Cái này có 2 miếng rồi tôi bẻ ra. À bẻ ra là thành 3 thành nhiều vậy. 2 miếng thôi mà cũng đầy áp ổ luôn. Xíu mại lên nó xíu mại lên các bạn ạ. Cứ hết lại lên. Đó bò, không chan. Đây cho qua. Không có hột đây nè Hằng ơi. Rồi Út cắt đi luôn đi nha Út. Đi ăn luôn. Bò nướng đến đâu là hết đến đó luôn. Bán phép thôi. Không kịp bán luôn. Rồi xong rồi làm thế nào nè. Mẹ gói là canh hết rồi nha. 28. Công đi. Rồi. Bây giờ Kiên cũng đang đợi mua bánh mì các bạn, tại vì khách quá là đông rồi, nên là mình cũng phải xếp hàng nhé. Nãy giờ đến đây mình cũng đến cả tiếng rồi đấy, nhưng mà khách đông quá. Các cô làm mà nướng là không kịp bán luôn này. Đây là có cô nướng bò. Nướng bò là nhanh nhất, bò là nướng không kịp luôn. Còn xíu mại là cũng đổ liên tục, là hấp liên tục luôn. Đó. Bây giờ mình cũng vào mình đợi để mua bánh mì quay review chia sẻ với quý vị các bạn nhé. Đây là cũng là cái chợ buổi sáng khá là đông các bạn. Đây quý vị các bạn, mình mua một cái ổ bánh mì xíu mại bò. Đó, khách đông lắm, nói chung là muốn ăn là phải đợi xíu các bạn ha. Đó, có cái bao rất là đẹp ha. Đang chạy lên. Đây cái ổ kia này. Cái ổ này là xíu mại bò nha các bạn. Xíu mại bò. Ở trong này có một viên xíu mại với lại một viên bò này. Xíu mại trứng muối nha các bạn. Thơm lắm. Thơm lắm. Cái nước sốt người ta dưới trực tiếp bên trên này các bạn. Rồi thì mời các quý vị các bạn ăn sáng nhé. Đó, quay cận cảnh cho cả nhà xem này. Ồ, bánh mì quá hấp dẫn này. Hai viên đó. Hai viên này nhìn vậy mà to lắm đấy. Đó. Đây có cái bao nó cầm cho nó đẹp ha. Đây. Giòn. Bò rất thơm. Bánh mì nóng giòn các bạn. Nó đổ chua chưa leo. Nó sốt dưới bánh mì ăn nó. Nó sốt ngon đấy. Ăn xong làm với cà phê nữa là tuyệt vời ha. Cái bò nó là mềm, bền nó thơm. Chả bò. Chạy xuống. Quá trời mệt luôn.
Ừ, ngon quá. Ăn ổ này nè, no. Nhìn ít mà thôi mà nhiều á. Mời quý vị và bạn nhé. Thơm. Có mại trong muối. Tôi vẫn lo một cuộn nữa thôi, tôi vô là một cuộn nữa đi. Thấy bánh mì luôn, không kịp bán. Ngon quá. Bánh mì có chất lượng. Thường người nào ít ăn bánh mì đó. Nó khô quá. Bánh mì đây ăn ngon. Chả bò thơm. Thơm ngon, cái miếng cuối cùng. Thơm lắm, béo. Thấy ổ bánh mì no, ngon quá. Rồi tới bên trang này nè chắc.
Rồi, quý vị các bạn ơi, mình vừa mới thưởng thức xong một ổ bánh mì xíu mại bò nướng. Ở đây phải nói là rất là ngon các bạn. Khách lúc nào cũng xếp hàng đông nghẹt luôn các bạn. Một ngày bán không phải cả ngàn ổ đó các bạn. Bánh mì xíu mại phải nói là rất là ngon các bạn. Mình ăn mình cảm nhận là cái ổ, cái vỏ bánh rất là giòn này. Rồi bò thơm lắm. Bò ăn thơm lắm, xíu mại ăn nó béo, nó mềm. Nói chung là ăn cái vị nó đậm đà lắm. Ăn một ổ mà mình muốn ăn thêm một ổ nữa. Nhưng mà no lắm rồi. Ăn một ổ là quá no rồi các bạn. Các bạn thấy bây giờ cũng đang xếp hàng đông. Cô bán từ 6 giờ sáng mà tới 21 giờ. Nói chung bán cả ngày luôn. Nên là quý vị các bạn đi giờ nào cũng có nhé. Bò thì lúc nào cũng nướng liên tục luôn. Rồi xíu mại lúc nào cũng hấp liên tục các bạn. Nên là nó nóng. Bánh mì thì hết là đưa tới, hết là đưa tới rồi các bạn. Luôn luôn nóng. Rồi, rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau.